Thưa quý vị, theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, trong tháng 8, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 224 triệu đô la Mỹ, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 184 triệu đô la, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ thương mại đạt hơn 39 triệu đô la, tăng 3% và xuất khẩu đạt hơn 59 triệu đô la, tăng 123%. Riêng các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp đạt tổng doanh thu hơn 48 triệu đô la, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến cuối tháng 8, các doanh nghiệp thu hút hơn 43.600 lao động, tăng hơn 2.680 lao động so với cùng kỳ năm 2021.